Mỗi tìm ngày tôi thế nào chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể quý khách, luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, yêu thương và thành công. Hôm nay Hướng Mai vô cùng trân trọng được đón tiếp tất cả những người khách quý. Đầu tiên là bác Nguyễn Hữu Thái. Bác là một kiến trúc sư và là một nhân vật lịch sử của Việt Nam khi mà cắm cái cờ lên trên cái nóc của Đờ Cát và Dinh Độc Lập. Của Dinh Độc Lập, đúng rồi. Sau đó thì đến hai vợ chồng anh Hiếu và anh Nghĩa, cũng như là chị Yến, và cuối cùng là anh Thái Hòa là con trai của bác. Hôm nay mọi người có cả Việt kiều về Việt Nam để tham quan các cái khu nhà thờ tổ nghề, và hôm nay thì Hướng Mai rất là trân trọng được giới thiệu với mọi người. Bác ơi, bác đi cùng con. Vâng, xin mời các anh chị. Vâng. Bên đây là đồng kỵ môn, ở giữa là đúng rồi ạ, còn bên này phúc này đúng, còn bên này là gì con? Con lâu ngày rồi là con quên mất đấy ạ, không nhớ. Những cái chữ là con hay quên lắm. Vâng. Lộc khứ là gì đó, lộc nghĩa là lộc tới mà. Rồi đây, đây con mời bác. Đưa, bác ạ, đưa ông vào từ từ, cẩn thận đây. Chơi cho bác mở cái mắt. Đúng rồi, mà cái chơi thích chơi với bóng với ông nãy giờ đấy. Trong này vì là nhà thờ tổ gỗ cho nên là nó rất là mát. Vào thấy mát hẳn nha, không có điều hòa, không có ấy, nhưng mà nó rất là mát. Mà. Các điều hòa cũng không mở đến, bởi vì bọn em có duyên với Hướng Mai đấy, là từ khi anh Hướng anh bắt đầu những cái mũi đục đầu tiên của một cái xưởng gỗ thôi là... thì ông với Hòa là chứng kiến ở đây 8 năm trước như một cái bãi đất, và thấy một cái công trình thật sự là tâm huyết, mà đến ngày nó lên như thế này thì mình cũng choáng ngợp thật. Cũng cố gắng lắm. Gọi là không được rồi em ạ. À, đây anh Hướng là được nhận vào nghệ nhân bàn tay vàng. Nghệ nhân bàn tay vàng với sau lại cái công trình này. Vâng. Không, cái công trình này là được kỷ lục gia Việt Nam anh. Còn cái nghệ nhân bàn tay vàng là đã được từ lâu rồi. Từ xưa. Vâng, từ rất là xưa rồi. Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân bàn tay vàng Việt Nam. Còn nghệ nhân mà giữ gìn bảo tồn bảo tàng lịch sử quốc gia thì vâng, nhà em UNESCO. UNESCO, vâng đúng ạ. Vâng, con mời bác. Được em rồi, ơi. Được rồi, vâng. Em mời cây. Cứ để... Chị ơi, mời uống nước rồi chị ạ. Tất cả những đồ gì quý nhất của anh Hướng là đưa về. Mà từng chi tiết một anh ạ, làm kỳ công. Ôi, ở trên là đẹp nữa, nhà thờ chính là ở trên lầu, đẹp lắm. Đây mới chỉ là một cái sảnh, thỉnh thoảng là ngày xưa nhà con có tổ chức cái khóa thiền Vipassana thì là họ sẽ ăn cơm cúng thọ trai ở dưới này. Thế còn ở bên trên thì là gọi là thiền mung thư, có một cái sảnh để thiền mung thư, còn ở bên trong thì là năm lễ ạ. Thế còn ngồi thiền thì ở bên nhà, bên theo, nhà sáu tầng. Nát hương muôn vụ huỳnh đàn, cẩm lưu lim chắc thời gian mãi còn, tay vàng đồng kỵ sắc son, chạm nên thớ gỗ thổi hồn núi sông. Thì là anh ấy thích cái đấy, là anh ấy cho được vào cái tấm gỗ xong rồi cho thợ làm, đặt lên thiết kế, tức là ra, vẽ ra ý tưởng cho thợ làm. Giống cái lá bồ đề mà em tặng ấy, tức là kể cả cái lá bồ đề đấy cũng là do em thiết kế, chứ không phải là vâng các chữ đấy là em thiết kế xong rồi bảo các thầy là làm cho chữ tâm, chữ đúc, chữ hạnh phúc, chữ buông, chữ tín, chữ nhẫn, đại loại thế. Thế thì những cái này ông xã em cũng thế, là thiết kế luôn. Còn cái kia là cái bằng khen của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chứng nhận nghệ nhân Chử Văn Hướng, là công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai đã cống hiến, hiến tặng cho cái sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Thì họ tặng một cái bằng khen có chữ là nơi giữ gìn tinh hoa của làng nghề đồ gỗ Mỹ Nghệ, thì anh ấy cho được
vào trong cái dự ấy này và tự mình làm mới làm được, chứ còn họ sẽ không thể nào hiểu để mà làm anh. Bên này cũng thế này, bên này là cái nghệ nhân phong tặng bàn tay vàng thủ công mỹ nghệ, thì nhân tài là nguyên khí quốc gia, thì anh cũng cho hết tất cả vào hướng mai nghệ nhân bàn tay vàng, cho hết được vào là nó chuyển từ cái bằng khen anh ạ. Từ cái bằng khen mà để ra được thành gỗ, ra được thành gỗ xong rồi đục xong rồi thép vàng lên, vàng 4 số 9 lên, nên là nó không phải là cái đâu mà nó rất là tâm huyết đấy anh. Thế xong rồi bác ông xã nhà em rất là có hiếu, ví dụ như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì cái này thì là vì là có hiếu với bố mẹ cho nên là anh ấy thích những cái đoạn thơ đấy và cho được vào trong cái này, chứ cái này nó có đâu có, mình không có copy được ở nơi nào hết, và không có ai có. Hay là cái bên trên thì nó có những câu thơ là ai có về Kinh Bắc quê em mà nghe quan họ mà xem nàng nghề, đồng kỵ có nịch có nề, có sông tắm mát, có nghề thủ công. Thì là những cái câu đấy là nó đi cả một bài hát, mà anh có nghe cái bài hát đấy bao giờ không? Mình hát một đoạn nhé. Ai có về Kinh Bắc quê em mà nghe quan họ mà xem nàng nghề, con sông cầu in bóng trăng thề, người đi người ở người về vân vương. Đấy, đấy là một cái đoạn của cái bài hát. Thì anh ấy thích anh cho luôn vào trong này, không phải là tự nhiên mà mình có cho được đâu nhá. Nếu như mà không phải là thợ, không phải là tự mình làm là không có cho được vào, và không có biết thế nào mà cho. Thế đấy, thế còn cái này là lấy chồng sợ thợ mộc sướng sao. Cái đấy, đứa em gái của em nó làm tiến sĩ ở New Zealand á, nó đọc nó cứ cười rực rặc là lấy chồng thợ mộc sướng sao, mạt cưa giấm bếp vỏ bào nấu cơm, vỏ bào còn nở hơn rơm, mạt cưa giấm bếp còn thơm hơn chồng. Ngày xưa nó tinh cứ vỏ bào với vỏ chấu anh ạ, để mà om chấu. Vâng, nó thiếu hiểu mới làm nó chị. Buồn cười quá, nó ngồi nó cười. Thế còn nhân tài nghĩa trí thì đấy là tất cả những cái này là đều là những cái ý tưởng mà khi mà thích ấy, thì là anh ấy cho được vào trong cái thiết kế và tự làm. Tức là bình thường mà mình nói thì dễ rồi, mình có ý tưởng thì dễ rồi, nhưng mà để thực sự nó hành động ra được cái sản phẩm thì nó phải là cả trí tuệ lẫn bàn tay anh ạ. Và người ta bảo là lao động để thành công mà. Tức là con người nếu mà muốn có thành công thì phải lao động mà dành nấy, nỗ lực làm việc khiến con người trở nên thông minh, từ thông minh trở lên trí tuệ và từ trí tuệ biến thành thần thánh. Tức là không nói không dễ lắm, nhưng mà cái người mà thực thi ấy, thực thi để cho nó thành hiện thực ấy, thì nó khó hơn. Nhưng mà cuối cùng là cũng đã làm được như thế này rồi, thì em thấy là cũng là nhờ ơn phước của bây tổ giờ tiên. Đi xem từng cái đố cửa, từng cái mình đi một vòng đi em nha. Tất cả các cái này thì đều theo phong thủy hết anh ạ. Hôm trước em quay tức bên là đây từng chi tiết là gỗ hết rồi, hoàn toàn đúng nghề. Đây, cứ bỏ dép ở đây đi nha. Em bỏ dép từ đây đi. Đấy. Đây. Cái cầu thang này bỏ cũng dép bước, ra, bước bỏ dép vừa ra, phải bỏ ạ. Dép ra. Leo, không bỏ bị, dép ra. Không bị cao quá ạ. À. Không, cầu thang đi rất vừa. Cầu thang em thích cái cầu thang này, nó vừa phải, nó không bị mệt quá. Mát quá. Mát quá, nhà mát quá đây. Ba cứ đi trên từ nhà. Mát quá đúng không? Đây là cái phong tặng nghệ nhân bàn tay vàng ngành thủ công mỹ nghệ đây là anh. Đấy, còn cái này là chứng nhận đạt top 10. Hai cái giấy đấy mình đưa lên trên kia đúng không? Đúng rồi, còn cái này là bằng vàng cống hiến này của em viện chi viện này, cái này là bằng vàng cống hiến của ông xã. Còn cái này là liên hiệp các hộ UNESCO Việt Nam. Ôi trời ơi, rơi con. Kỷ niệm chương 15 năm. Cái này là cái bằng khen của chồng em. Cái này là cái của hội nhập kinh tế quốc tế ở Hồng Kông. Cái này là cái đại biểu xuất sắc của em ở Hội đồng Nhân dân 15. Còn cái này là cái trường đại học OMIT của bên Ngọc Anh ở Úc. Và cái này là cái chứng nhận đại biểu của em. Cái này là chứng nhận top 10 doanh nhân văn hóa nữ tướng thời bình em được. Còn cái này là cái bằng tiến sĩ của em ở trường đại học Avonos của Mỹ. Cái này là xác lập kỷ lục của ông xã. Đây, anh vẫn ấp ủ một đêm nhạc ở đây nha. Đây. Hôm nào làm một cái tour đêm nhạc, các anh chị khách VIP xong rồi đi một vòng tham quan.
Đấy, khi nào mà có đủ duyên. Chắc là phải mùa đông cho nó, cho nó mát tí. Cho nó mát chứ mùa này thì nóng. Và đây bên này là trong phòng gian thờ nha em ạ. Kiến trúc là tự anh làm hết anh Hiếu nha. Vâng. Từng cái ấy là tự làm hết đấy. Đây, ví dụ như là bên này là anh này. Không có một kiến trúc sư nào tham gia. Những cái đục này này. Đục ví dụ như là đục hết tất cả toàn bộ đây. Không, anh này anh. Như là cái cảnh kia. Cái cảnh. Anh Quang ạ, tất cả nguồn gỗ quý là anh hướng anh tập trung vào đây. Cái cảnh sung túc hay là cây đa bên nước sân đình các thứ thì được hết, đục hết ở hai cái bên này anh. Đấy, hai bên vế đối nhau. Bên này thì là đục cái cảnh đồng quê gọi là trù phú hạnh phúc, mọi người sống hạnh phúc hòa bình. Còn bên này thì đấy, cây đa bên nước sân đình. Đẹp lắm, bằng mà cây đục ấy, trông này thôi nhưng mà ở dưới khi mà đặt ở dưới nó to lắm, nó to mà nó dày. Vâng, nó to tướng mà nó dày lắm mà đục bao lâu mới xong. Một cái tấm gỗ này đã là to lắm rồi. Đấy. Vâng, với lại các cái cửa, có cái hệ thống cửa như em là làm hai lớp, mặt trong và mặt ngoài. Đẹp lắm này. Vâng. Khi mà đóng vào thì nó vâng, nó cái bên này bên trong cũng là cửa nữa. Nên là rất là cầu kỳ cẩn thận. Bức bản mà nó đục nó làm theo cái kiểu mà giống ngày xưa chùa ấy. Mở cái ra. Vâng, cài theo kiểu vâng. Cài then đấy. Vâng, cài then. Còn bên này, con ơi cái đấy là cái ổ điện đấy. Hey, Rio, à. Con chị cẩn thận con nhé. Rồi, đây là cái nơi mà thờ cúng đầu tiên là Bác Giác Bác Hồ ạ. Đây, Bác Giác Bác Hồ. Thờ cụ Hồ, cụ Giáp. Đầu tiên là Bác Giác Bác Hồ ạ, xong thì đến các cụ cửu huyền thất tổ bên nhà em. Vâng. Đây, thờ Bác Hồ, Bác Giáp trước. Rồi Bác Hồ, Bác Giáp đầu tiên khi mà đi đến. Tổ nghề. Vâng. Xong thì đến bên này là các cụ gia tiên nhà em, bố mẹ chồng em rồi các cụ cửu huyền thất tổ nhà em. Thế còn bên này là Đức Phật. Đức Phật tổ. Đức Phật tổ thì tại vì là nhà em làm là có thêm cả cây đa ở bên đằng sau, sau cái cây Bồ đề ạ, Bồ đề đạo, Bồ đề ở bốt cây ấy. Bên này thì là ngài Chử Đồng Tử thì là cụ tổ họ của chồng em. Vâng, là con rể của vua công chúa Tiên Dung ngày xưa có cái câu chuyện tứ thánh bất tử. Vâng. Và cái diện của ngài ấy thì lấy từ cái bạn đấy là phó chủ tịch của câu lạc bộ doanh nhân dòng họ Chử, họ đưa cái mẫu ở trong đền thờ Chử Xá, đẹp lắm. Vâng. Mẫu rất là thật và thật mà đẹp mà trang nghiêm. Thế còn bên này là cụ nghệ nhân đầu tiên của Việt Nam là cụ Nguyễn Công Nghệ. Vâng, cụ này là người mà được gọi là tổ nghề của nghề gỗ Việt Nam khi mà cụ đục xong cái pho tượng 1000 tay 1000 mắt cái thời chú Trịnh ấy, sau được chú Trịnh vinh danh là vâng, Nguyễn Công Nghệ. Thời xưa mà đã có tên hay nhỉ. Nguyễn Công Nghệ. Bây giờ mới có 4.0 rồi. À, 4.0 đấy. Bây giờ đã có tên đấy, thời đấy mà có tên Nguyễn Công Nghệ nhỉ. Mà hai bên mọi thứ nó cân đối vừa vặn lắm vậy. Em vào em cảm thấy rất là đẹp. Ừ, hàng trăm cây đó ba. Từng cột mà. Trên dưới khủng khiếp. Không. Đây là cái đại diện cho làng Đồng Kỵ mà. Đây mình vào đây. Đây vào đây với chị tí. Tiên là có lời của đoàn anh em cổ đông của Đôm cùng với bố Thái hôm nay là cảm ơn Hướng Mai. Với lại thật sự là đồ gỗ Hướng Mai đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh Chữ Văn Hướng ấy. Cái công trình này thật ra nó vượt ngoài cái mức của những cái người làm nghề. Và nó thể hiện một cái tâm của những cái người thế hệ chúng tôi đầu 6X thì cũng rất hãnh diện là anh Hướng trong cái cuộc đời chưa đến 60 tuổi của mình đã làm được công trình như thế này. 59 rồi anh ạ. Đấy, chắc năm 60. Nên là thôi thì là trước khi về mình hát một cái bài của Trịnh Sơn mà mẹ Thái Hòa cũng rất là thích, mà cô Hướng Mai đặc biệt thích bài này. Đúng ạ. Tức là cái lời của nó là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cả cái thế hệ sinh viên của bố mẹ em đấy là đều nghĩ tới cái cuộc sống mà mỗi ngày nó khổ cách mấy cũng tìm một cái niềm vui anh ạ. Thời niên 80 đấy. Thì bài hát này Trịnh Sơn viết cũng rất là dễ thương nha. Thôi mình có lời anh em mình hát cùng nhau. Dạ vâng ạ, anh em. Rồi anh bắt anh, nha. Vâng, anh tìm mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
tròn những bông hoa và những nụ cười tôi nhặt gió trời. Mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè, tôi đợi em về. Bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Rồi mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn xa bay. Mỗi ngày tôi chọn một điều thôi, chọn tiếng du con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương rồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Hay quá. Đấy, anh là... hát nốt cái bài để giao cuốn đi nữa. Một bài nữa thôi. Để giao cuốn đi à? Bằng bài ấy cũng hay. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi gieo lời dối gian. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình,
chỉ lặng nhìn không nói năng. Để buốt trái tim, để buốt trái tim, trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót vang trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, để gió cuốn đi. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắm yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương, có thương, có thương, có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu, hiểu sâu, thương nấc. Hiểu và thương. Phải dễ học không anh? Yêu và thương. Hay là cái bài gọi là vẻ đẹp của Kinh Pháp Hoa ấy, rất là hay chị ạ. Mà nó dễ học lắm. Châu báu chất đầy thế giới, tôi mang tặng bạn sáng lay. Một vòng kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, sang trong đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ, là bao phép lạ hiên bay. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt yêu thương sang tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Lạy người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay. Hay thôi làm thân cùng tự, về đi tiếp nhận gia tài. Hãy trao cho nhau hạnh phúc, và an chỗ phút giây lầy. Hãy thôi thả dòng sâu cổ, về lưng sự sống trên tay. Rất là dễ học và hay và dễ học. Rồi các cái bài mà tụng kinh nhá, ví dụ đọc bài tụng kinh nhá, rất là, ví dụ như là em đọc tụng kinh thì Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chuyển thành bài hát, nó rất là hay, nhưng mà mọi người đọc nghe một cái là cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúng con được ngồi đây trong giây phút hiện tại, bao bọc đời tăng thân, thấy mình thật may mắn. Sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tầm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Lắng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỡ, không bị nghiệp sâu đầy đi về lèo tối tăm. Lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát. Tuy có mặt trong con, nhưng hạt giống khổ đau, phiền não và tâm khí, những tranh liệm hiện tiền, vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc
với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân. Và có mặt quanh con bốn sáu căn còn đầy đủ, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, lưỡi ngửi thấy hương ương trồng, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có thế tôn, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay. Công phu tu tập này con cũng xin hành trì, cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai, và cho cả xã hội niềm an lạc của con. Con xin nguyện phun bón, tưới tầm và nuôi dưỡng bằng chánh niệm hàng ngày. Giờ phút lạy quý báu, niềm biết ơn chào dâng, xin này Đức Thế Tôn chứng minh và nhiếp thọ. Hương Mai cùng với lại bác Nguyễn Hữu Thái và anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, cùng anh Hiếu, vợ chồng anh Hiếu cũng như là chị Yến và anh trai của mình, ngày hôm nay thì đã tham quan nhà thờ Tổ Nghề. Rất là vui khi mà được quý khách rồi quý đại biểu đã xem, đã nghe các cái chương trình của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Và cũng rất là biết ơn anh Thái Hòa vì anh em cùng đều là phó viện trưởng của Viện Chí Việt, cho nên là những cái người bạn của anh Nguyễn Hữu Thái Hòa thì thường xuyên là được anh nói về nhà thờ Tổ Nghề. Và vì cái sự gọi là diễn giả của anh cho nên là mọi người đã rất là mong muốn đến nhà thờ Tổ Nghề này, cho nên là hôm nay mới có cái nhân duyên để mà đón tiếp mọi người trân trọng ở đây. Còn rất là biết ơn bác Nguyễn Hữu Thái, bác hãy nói đôi chút một cái cảm nghĩ của bác cho khán giả của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai của con bác ạ. Vâng, đây ông con là 86 tuổi rồi đấy, năm nay 87 tuổi. Ôi dồi ôi, rồi bác thôi ông vâng. Bác biểu cái chính là hồi ở Sài Gòn những năm 50-60 để nghe cái tên Đồng Kỵ. Nhưng mà sau giải phóng thì mới ra có đi thăm một lần. Nhưng mà hồi đó còn sơ sát lắm. Sau 7 năm lên trên này tưởng là cũng còn cái gì, nhưng mà thấy sơ sát quá. Không ngờ chỉ mấy chục năm sau là Hướng Mai đã nâng lên một cái tầm, một quan trọng là phải giữ một công trình. Thì cái công trình này là đối với nghề của bọn tôi là quan trọng nhất. Vì cuối cùng hỏi ra là ông chồng chị Hướng Mai là tay ngang. Nhưng mà giỏi về mộc, về đồ gỗ thôi. Nhưng mà khi xây dựng một công trình này không phải dễ dàng đâu. Bây giờ phải tính toán từ những cái chịu lực của nó hay cái này cái kia. Và từ đó cái gỗ ra, rồi từ đó làm sao những điêu khắc, cái gỗ nó ăn nhập vô với cái cấu của công trình. Thì cái đó là bọn tôi phục nhất, mà phải công nhận là đáng ghi nhận lại một công trình nghệ thuật. Xin chúc Hương Mai vươn lên trong tương lai. Con biết ơn bác, anh Nguyễn Hữu Thái Hòa. Em xong rồi. Rồi. Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa nói đôi lời. Thôi đôi lời là hiện nay thì sau mấy chục năm không làm nghề kiến trúc thì tự nhiên tôi lại có cái duyên với Dom và với một số anh chị từ Canada về. Và hy vọng là sau này sẽ hợp tác với Hướng Mai. Nhưng mà như lời bố nói thì thật ra là chúng ta vẫn phải phục những cái bàn tay vàng ở trong dân, như là anh Hướng đã làm. Và cái gỗ này thấy thế thôi, nó còn giãn nở nữa nè. Mùa đông, mùa hè nó khác nhau. Và cái co giãn như thế nào để nó đảm bảo cái chất lượng một công trình như thế này. Và hơn 2 năm nay thì chúng tôi đi đâu cũng rất hãnh diện. Đấy, chị Yến nói là Thái Hòa rất là ca ngợi cái này. Nhưng khi mình bước vào mình xem từng cái chi tiết thì mình thấy nó xứng đáng thật.
Nên là đã lên VTV, đã lên rất là nhiều chương trình rồi, nhưng mà vẫn là một cái lời chúc Hướng Mai và anh Hướng tiếp tục thành công cả về đạo, cả về đời, rồi các cháu cũng như vậy. Thì hẹn gặp lại, và đây cũng không phải là lần cuối cùng nên chúng ta còn gặp lại nhau rất nhiều lần. Xin chào. Biết ơn anh. Các em còn rất là biết ơn bác, cũng như là biết ơn các anh chị đã dành thời gian để mà sang công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai của em ngày hôm nay. Nói là để tham quan nhưng mà thực ra là cũng các anh chị đã phải rời bỏ những cái công việc quan trọng của mình để đến đây và dành rất là nhiều những cái lời ái ngữ, đặc biệt là bác năm nay cũng đã 86 tuổi rồi, mà bác thì con rất là ngưỡng mộ bác về cái cuốn sách mà bác viết về người Hà Nội trong mắt người Sài Gòn, và các cái cuốn sách mà bác viết thì con đọc đến đâu con cảm thấy biết ơn đến đấy. Rồi bác là một trong những cây đa cây đề, những cái người mà tri thức để chúng con là học hỏi và noi theo. Con cầu nguyện chúc bác luôn luôn mạnh khỏe, chúc tất cả các anh chị luôn luôn có đầy đủ các cái phước lành của Đức Phật, là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Con biết ơn khách hàng vì đã rất là quan tâm đến cái kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, và cũng có rất là nhiều các cái comment tích cực cho Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai để cố gắng bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, cũng như là giữ gìn cái nghề truyền thống của ông cha, để cho cái nghề truyền thống này nó không bị thất truyền và nó không bị mai một. Các cái lớp trẻ như là 9X 2000, các bạn ấy cũng chịu khó mà lao động miệt mài để sau này cái nghề còn tồn tại mãi mãi cho các thế hệ tiếp theo. Kính chúc quý khách luôn luôn thành công, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Xin được trân trọng biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn.